Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên kênh YouTube nha. Mở đầu cho Trần Anh xin đọc một câu thơ nha. Xa xa ở cuối chân trời, xa lông em đó, quá trời là xe. Kính mời cô bác ghé thăm gian hàng của bên Trần Anh với An Sơn. Một kênh bán hàng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Mua cũng được, không mua cũng được, không quan trọng. Hôm nay lại tiếp tục về một mẫu Fortuner. Em sản xuất năm 2010, 83 Sóc Trăng, 07543. Hai cụm đèn phía sau nguyên bản của dòng Fortuner. Bật cho em nói bộ áo màu xám nha, màu xám bạc cô chú anh chị nha. Hai cụm đèn khá là đẹp. Nước sơn rin còn rất là liền lạc cô chú anh chị. Được cái xe đẹp không cứng không lỗi. Đây là từ những cái mí nối nè. Đó, cái phần tôn xuống tới cái phần nhựa rất là đều đặn, không có dấu hiệu là vên váo nha cô chú anh chị. Vỏ thì đâu đó ơi hỡi người ơi 50% thôi. Mâm đúc nguyên bản là gầm bọc ở trong nè. Sạch sẽ là kết hợp là bề gác chân đầy đủ các tính năng nè. Bốn cánh cửa chủ nhà dán toàn bộ phim cách nhiệt. Một mẫu xe SUV. Đây. Cầu sau nha, đăng kiểm tháng 10 năm 2023 cô chú anh chị ạ. Nói chung bốn ở vỏ 50%. Nhìn phía trước khuôn mặt đẹp trai của em nó thì sở hữu cụm đèn LED nha. Và kết hợp ở dưới đèn bi chủ nhà cũng đã lên cho em nó rồi. Biểu tượng của Fortuner Việt Nam, một mẫu xe SUV đỉnh cao của hàng đầu chất lượng nha. Người Việt nên xài hàng Việt. Ok chưa cô chú anh chị? Vì em thì sản xuất Việt Nam mà. Được chưa? Gầm cao máy thoáng vô cùng luôn. Em này đi địa hình quá ok, 7 chỗ rộng rãi, thơm tho, sạch sẽ, trắng trẻo. Đẹp trai giống y chang hình con bà Hai bán ve chai. Được chưa cô chú anh chị? Ghế ở trong ngồi thất option ở trong là sạch sẽ, không có dấu hiệu rách rưới nha. Chủ nhà đã lên cho em nó là một cái trần 5D caro rất là xịn sò. Đi đôi là bay dàn lặn. Đây là chất sơn rin còn nè. Đó, đây nè. Không có đâm va và cứng đụng. Chúng ta lột ra những cái dòng này, chúng ta sẽ thấy nguyên một dàn bon điện đây. Đó là bon điện. Thấy chưa? Ok chưa? Không mất phân bon nào. Tắp bi cửa sạch sẽ nè. Keo chỉ vì sao ạ? Hệ thống keo rin hết nè. Xe không cứng không lỗi nha cô chú anh chị nha. Đây, tắp bi bên này cũng vậy. Sáng tài vô cùng. Mở nắp capo lên đi. Keo nè, keo rin hết toàn tập 100% nè cô chú anh chị. Hệ thống gương chỉnh điện, chỉnh đèn sáng tối. Vô lăng và là phong cũ thì mẫu này sẽ là vô lăng 4 chấu nha cô chú anh chị. Trang bị một cái màn hình Android cam je đầy đủ các tính năng nè. Tắp bi bên phụ khá là chuẩn. Ghế là sạch sẽ không? Đây cô chú anh chị nè. Tán nè. Tán ở trong nách là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nè. Đó. Đó là xe không cứng không lỗi nha. Vào phần nội thất chỗ ngồi thì rộng rãi vô cùng. 275.727 km. Trợ lực em là nhẹ tưng. Trợ lực rất là nhẹ nè. Đó, rất là nhẹ cô chú anh chị. AC mở máy lạnh. Máy lạnh thế này thì cực kỳ là tốt rồi. Cảm biến ghê. Dàn lạnh phía sau bấm vào đây. Xong kính các tính năng đang hoạt động hết. Và đây chúng ta sẽ trang bị là túi khí, không có dấu hiệu là bung nổ trên chiếc xe nha. Tắp bi tắp lô liền lẹt nghe USB, đầy đủ tính năng. Phần tay nắm nè. Tay nắm bên phần thân trụ nè. Khá là chắc chắn. Tầm nhìn quan sát cực kỳ là cao, nách cửa đinh bấm ở trong đẹp nè. Mẫu này bà con mua về chạy 2.5 mà. 2.5 thì turbo ở đâu đó 7 cũng 7 8 lít dầu thôi. 7 8 lít dầu trên 100 km. Được chưa? Với một mẫu xe gầm cao máy thoáng như thế này, em này Trần Anh gọi là châu Nam Mỹ, châu già Nam Mỹ của cô chú anh chị. Cứng kép, to, đùng. Nhìn thấy ớn. Đây bà con nè. Biểu tượng của Fortuner nè. Em này vẫn xài bằng bét nha cô chú anh chị nha. Đó, bét heo. Xài 4 con bét heo đây. Trang bị là ABS, chống bóng phanh. Hai bên nè. Hai bên sống gần là không có dấu hiệu đông ve nè. Mạc tem nè, theo xe nó còn nguyên nè. Được chưa? Trang bị bình 75A, bình cực kỳ là lớn. Và ra là dàn trước nè. Dàn trước là nguyên bản nha. Không có dấu hiệu là va chạm ở trên chiếc xe đâu. Được cho cô chú anh chị. Hai bên nè, đẹp như nhau nè. Keo chỉ rồi. Sạch sẽ nha. Thấy em đó. Dòng Fortuner đi phải gọi là cực kỳ là bền. Rất là bền nha cô chú anh chị nha. Bền lắm. Hàng Toyota mà. Được chưa? Tán nó có bô chưa mở. Sạch sẽ không? Keo rin hết nè.
keo chỉ cho nó carbon là rin tuyệt đối 100% cô chú anh chị. Đây là tán rin, tán của Toyota là rin nha, rin nguyên bản của nhà sản xuất nè. Đó, ok chưa cô chú anh chị? Máy lên, em sử dụng toàn bộ hệ thống turbo cơ. Đây bà con nè, đây là turbo cơ nguyên bản của xe nha, khô ráo 400 mấy chục chiều, quá rẻ cho một cuộc đời luôn. Bà con mua về chở gia đình đi chơi cho anh nghỉ thì một cái mức giá này thì quá là tuyệt vời rồi, nhỏ gọn đầy sức sống mà không kém phần mạnh mẽ nha cô chú anh chị nha. Gầm bọc ở trong nè, số nè, khô ráo, số rin nha bà con. Đây cô chú anh chị, gầm bọc ở trong đó, SUV gầm cao mấy thôi ấy. Em phải mục người ta không phải mục nha, không phải mục đâu đó. Ok chưa? Đó, cô chú chị nào đam mê mẫu Fortuner 2010 này thì alo cho Trần Anh. Trần Anh bán giá là 455 triệu, chưa hết đâu, quất một câu thơ giảm 10 triệu nữa cô chú anh chị ạ. À, ok chưa? Xa xa ở cuối chân trời nha, Trần Anh đứng đó một mình chơi thơ, giảm 10 triệu còn 445, quất thêm một câu thơ nữa giảm tiếp 5 triệu nữa, ghê không? Quá dữ. Cô chú anh chị nào đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Xe đẹp nha cô chú anh chị nha. Nói chung mình mua án, mình lâu lâu mình lên clip mình hài hài một xíu để cho cô chú anh chị đi làm về mệt mỏi á, rồi cô chú anh chị coi clip của chú anh chị vui vẻ lên, cô chú anh chị yêu đời lên, tươi cười lên là rất là tuyệt vời rồi. Ok chưa cô bà con các bác? Em khép lại chương trình tại nơi này. Trần Anh, see you and goodbye.